Em chào chị ạ. Em đến từ NC Network Việt Nam và chị có thể giới thiệu tên đầy đủ và vị trí hiện tại của mình được không ạ? Mình là Phạm Thị Hiền, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Office Browser Việt Nam. Chị có thể giới thiệu về các sản phẩm công ty mình cũng như là thế mạnh của doanh nghiệp mình là gì không ạ? Công ty mình là doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% là vốn của Việt Nam. Và mình rất là tự hào vì công ty mình là một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực sản xuất bu lông ốc vít tại thị trường miền Bắc. Bên cạnh đó, công ty mình cũng trang bị những cái hệ thống máy móc tự động cũng như là những trang thiết bị hiện đại nhất để sản xuất những cái mặt hàng, sản phẩm của bên mình. Mục đích của mình khi tham gia với triển lãm này là muốn quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đưa đến sản phẩm với trong thị trường trong nước cũng như là thị trường quốc tế. Đặc biệt là mình muốn định hướng đưa những sản phẩm của mình sang thị trường châu Âu, những thị trường mà yêu cầu rất là khắt khe về mặt kỹ thuật và chất lượng. Dạ vâng, vậy thì doanh nghiệp của mình đã từng tham gia FBC các năm về trước chưa ạ? Đây là lần đầu tiên mà doanh nghiệp mình tham gia triển lãm hội chợ FBC. Và vậy thì lý do tại sao chị lựa chọn FBC và cũng như là cảm nhận của chị về FBC hôm nay như thế nào ạ? Thực sự thì đây là lần đầu tiên tham gia hội chợ, thì với mục đích mong muốn quảng bá những cái sản phẩm, đưa những sản phẩm của Việt Nam ra cộng đồng các bạn hàng trên thế giới để chứng minh rằng là Việt Nam chúng ta hoàn toàn có thể làm những sản phẩm mà đáp ứng được những yêu cầu về mặt chất lượng cũng như là đáp ứng những yêu cầu về mặt kỹ thuật và những yêu cầu khắt khe nhất. Vâng, vậy thì tình hình giao thương hôm nay của doanh nghiệp mình như thế nào? Hôm nay thì cũng là buổi đầu tiên của triển lãm thì lượng khách đến thăm gian hàng cũng tương đối đông và mình đánh giá rằng đây cũng là một cơ hội rất là tốt để mình có thể giới thiệu đến những bạn hàng, đối tác trong và ngoài nước. Vậy thì kỳ vọng của doanh nghiệp mình trong FBC năm nay sẽ là gì? Mình kỳ vọng và mong muốn rằng là những cái triển lãm và hội chợ như thế này càng ngày càng được tổ chức với quy mô rộng lớn hơn để làm sao mà giới thiệu đến những thị trường nước ngoài về những ngành công nghiệp của Việt Nam cũng như là những cái lĩnh vực đang còn rất là phát triển tại Việt Nam, ví dụ như lĩnh vực về kinh doanh và sản xuất ốc vít. Vâng ạ, video này sẽ được chiếu trên các kênh truyền thông của NC. Chị có thể gửi lời chào hay lời cảm ơn tới người xem được không ạ? Qua đây thì mình cũng xin gửi lời chào cũng như là lời cảm ơn tới ban tổ chức cũng như là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức ra một cái hội chợ cũng như là triển lãm dành cho những cái doanh nghiệp trẻ cũng như những doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ. Xin cảm ơn. Em cảm ơn chị ạ.